Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Vậy là quãng nghỉ 2 tuần đã qua, One Piece sẽ tiếp tục diễn biến đang cực kỳ căng thẳng tại đảo Egghead trong chapter 1110 mới nhất. Luffy đang cân hai rất chiến, trông nó lực VL. Thế thì bỗng dưng có 4 cột khói đen bốc lên và các vị tinh tú xuất hiện. Đánh bại đô đốc có lẽ chẳng còn là chuyện ghê gớm nữa. Luffy có thể cân thêm một lão tinh khác, nhưng bị ngũ lão tinh đập hội đồng thì e rằng trên đời khó ai sống sót. Mình tự hỏi rằng vì sao Oda lại triệu hồi cả 5 lão tới đây, nếu đánh bại hết cận thần của Imu ngay lúc này dường như còn quá sớm. Hơn nữa, với thực lực hiện giờ của băng mũ rơm thì họ cũng chưa đủ sức làm điều đó. Muốn chiến thắng cần phải có thêm viện binh. Mà quân cách mạng vẫn đang tề tựu đông đủ ở Kamabaka, hạm đội mũ rơm thì không ai đạt đến đẳng cấp có thể hạ gục ngũ lão với đô đốc. Hơn nữa, Leo cũng vừa xuất hiện tại Dressrosa, vì vậy hạm đội đồng minh của Luffy không có khả năng tập hợp đông đủ để đi trợ chiến. Nhìn qua chỉ còn băng tóc đỏ, rất khó để Shanks gây hấn với chính phủ thế giới. Roskill thế lực ngang hàng băng mũ rơm, nhưng ngoài Mihawk và Crocodile, số còn lại đều không đáng kể tên. Hoặc băng hải tặc cư gia với Boa Hancock và Silver Rayleigh, mình nghĩ đây là thế lực duy nhất đủ sức và có lý do trợ giúp Luffy. Theo dự đoán của mình thì chapter 1110 sẽ không xuất hiện nhiều biến số bất ngờ. Dựa vào các hint mà Laker cung cấp thì đây là một chương rất hay. Có gì đó đã xảy ra, nhưng tài khoản Scott Informer bảo chỉ cần thắt dây an toàn nhẹ mà thôi. Chương này sẽ bổ sung thêm thông tin cho chúng ta. Vậy thì bí mật nào sẽ được công bố đây? Hãy cùng đón xem chapter 1110 hấp dẫn ra sao trong video soi cháp của Chuyện Tổng Hợp ngày hôm nay nhé. Hiện chưa có tiêu đề của chapter 1110, còn trang bìa tuần này là vol 2 trong mini story về Wano Quốc. Câu chuyện bắt đầu kể về chuyến hành trình của Yamato khắp các vùng biển tại Wano. Như đã biết, lý do Yamato đưa ra cho việc không đi cùng Luffy là bởi cô muốn học theo Oden, bắt đầu hành trình phiêu lưu của mình từ Wano rồi mới ra khơi. Mặc dù ai cũng hiểu nguyên nhân đằng sau là bởi Momonosuke còn yếu, các gia thần kẻ chết người thì khuyết tật, đất nước cũng tan hoang thời hậu chiến. Sự xuất hiện của Ryokugyu khiến Yamato thay đổi dự định ban đầu. Chỉ một tên đô đốc hải quân cũng đánh bại sạch kiểu hồng bao thì kẻ thù đông hơn, mạnh hơn kéo đến, e rằng Wano sẽ lâm vào cảnh lầm than thêm lần nữa. Do đó Yamato quyết định ở lại làm thủ hộ thần của Wano quốc, ít nhất đến khi Momonosuke đủ sức tự mình gánh vác mọi chuyện để không chạm vào tự ái của các samurai. Cô nàng mới viện cớ muốn học theo Kozuki Oden. Thông qua chuyến hành trình của Yamato, chúng ta cũng sẽ thấy công cuộc cải cách toàn diện trên đất nước Wano, bắt đầu từ việc biến nhà máy, công xưởng đóng tàu, sản xuất vũ khí thành nơi tạo ra vật dụng thiết yếu. Sông hồ được làm sạch, đất đai cũng được trả lại sự phí nhiêu, rồi đồn điền, nông trại sẽ sớm mọc lên, một Wano quốc giàu có sắp hiện ra trong chuyến đi của Yamato. Đó là cover story, giờ chúng ta sẽ tới với phần nội dung chính trong chapter 1110. Đây là một chương rất hay nếu chỉ tính riêng về mặt chiến đấu. Phần bổ sung thông tin được các Laker nói đến lúc trước chính là ngũ lão tinh. Chúng ta sẽ thấy cảnh tượng thực sự mà Sabo gặp trong phòng ngay trống ở lâu đài Pangaea. Bắt đầu chương mới, ngũ lão tinh hiện ra sau làn khói đen. Nghi thức triệu hồi của Thánh Saturn đã hoàn tất. Luffy trợn tròn mặt khi đối diện với cậu là năm lão yêu quái. Sabo có lý khi bảo mình đang ở địa ngục. Và bây giờ hãy cùng xem hình dạng thực sự của ngũ lão yêu là gì nào. Trong trang đôi vô cùng hoành tráng, bốn lão tinh còn lại đều được triệu hồi đến Egghead, cũng giống như Thánh Saturn, tất cả đều thuộc chủng yêu quái và đều đang ở dạng thức tỉnh với dải mây đen quanh cổ. Theo thứ tự lần lượt là chiến binh thần tài chính, Thánh Ethan Baron Venus Nasu Zero là một yêu quái ngựa. Nếu anh em để ý thì sẽ thấy Thánh Saturn và Thánh Nasu Zero được xây dựng theo hình tượng cặp hắc bạch vô thường, hoặc là đầu trâu mặt ngựa. Rõ ràng trái quỷ của Saturn là doan nhẹn nhẹn, nhưng đầu ông ta đích thị là đầu trâu với cặp sừng cong dài và nhọn, cộng thêm cái mũi to, lỗ mũi sỏ thưng. Còn Nasuro mang hình dạng nửa người nửa ngựa, đây là lão tinh duy nhất sử dụng dạng lai, mà ông ta là mặt ngựa, không phải chó như mình dự đoán. Cả hai đều đúng với mô tả về đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết. Đầu trâu mặt ngựa thường đi cùng nhau và làm việc dưới trướng của Diêm Vương, chúng thường được biết đến là biểu tượng của chốn âm ti. Nó giống lời nhận xét của Sabo khi đối diện với Imu và ngũ lão tinh. Anh bảo không ngờ địa ngục lại xuất hiện ở trung tâm của thánh địa. Như vậy thì Imu chính là Diêm Vương, còn Saturn và Nasu Zero là đầu trâu mặt ngựa. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ cõi âm ti còn có xuất hiện khi một người chuẩn bị qua đời, chúng sẽ dẫn linh hồn đó xuống địa ngục. Ngoài đầu trâu mặt ngựa, trong văn hóa Trung Hoa còn có cặp hắc bạch vô thường cũng làm nhiệm vụ tương tự. Và Nasu Zero là lão tinh duy nhất mặc đồ phun trắng, có lẽ ông ta là bạch vô thường, còn hắc vô thường đương nhiên sẽ là Saturn. Ở đây mình mới bàn về hình tượng mà Oda lấy cảm hứng thôi nhé, chứ không dự đoán mô đồ trái quỷ đâu, anh em đừng có ném gạch. Trước mắt mới tạm khẳng định được Saturn ăn trái doan Kumo Kumo no Mi, còn Nasu Zero sở hữu trái doan Uma Uma no Mi mà thôi. Người tiếp theo, chiến binh thần nông nghiệp Cephel Jupiter là một con yêu quái sâu. Cái bóng đen dị dạng mà chúng ta không hiểu nó dùng cái thứ gì thì chính là cái miệng của thành Jupiter há ra. Đó là miệng của một con sâu.
Các leaker miêu tả thánh Jupiter bằng hình ảnh con giun cát khổng lồ trong bộ phim Dune. Trái thanh long thì tên là cá cá. Bây giờ lại xuất hiện thêm một yêu quái sâu thì có lẽ Oda sắp giới thiệu chủng loại trái ác quỷ hệ Doan mới. Hoặc là có pha ảo ma nào đó giống trường hợp Uonomi. Oda quá là thiên tài. Kế đến là chiến binh thần tư pháp thánh Topman Wakiri sở hữu một trái Doan thần thoại. Mình đoán là Ushi Ushinomi, mẫu là một yêu quái lợn. Tại sao lợn mà lại là trái Ushi Ushi thì phải xem kỹ cách Oda đặt tên trái quỷ. Trái hiêu cao cổ của Kaku cũng có tên như vậy, dù hiêu với bò chẳng liên quan gì đến nhau. Oda từng giải thích rằng tất cả các loài trâu, bò hay hiêu đều thuộc bộ móng guốc. Vì vậy, để cho đỡ đau đầu, bác gộp luôn tất cả các mô đồ trâu, bò với hiêu vào thành Ushi Ushi no Mi cho gọn. Mà lợn cũng thuộc bộ móng guốc. Vì vậy, dự đoán của mình là thành Topman Wakiri ăn trái Ushi Ushi no Mi. Và lão tình cuối cùng, chiến binh thần môi trường thánh Marcus Ma là một yêu quái chim khổng lồ. Chắc đây là trường hợp dễ đoán nhất, không ai không biết Mars ăn trái Toritori no Mi. Mình từng đưa ra giả thuyết mô đồ của thánh Mars là Itsumade, một loại điểu yêu trong văn hóa dân gian Nhật Bản, với sải cánh có thể dài đến 5m do linh hồn người chết hóa thành. Nói chung là phải đợi khi nào có hình thì ta mới khẳng định được, trước mắt thì cứ tạm thời biết thì đã nhé. Sau màn giới thiệu thì tất nhiên phải tự đánh nhau, nếu không thì Saturn triệu hồi bốn lão tinh kia đến làm cảnh chắc. Thời gian không còn nhiều nên chúng quyết tâm phải xử lý Luffy thật nhanh để còn ngăn chặn Vegapunk công bố sự thật. Thời gian còn lại là 9 phút, đồng hồ đếm ngược tiếp tục chạy. Cái top mạnh nhất vẫn luôn là cái top 5 người. Ngũ lão tinh cùng xông tới tấn công Luffy, nhưng rất may hai thuyền trưởng băng hải tặc người khổng lồ đã tới kịp. Dory và Brogy hợp sức cản chúng lại. Ta có 3 người khổng lồ đối đầu với 5 con yêu quái. Trận đại chiến chính thức bắt đầu. Ngũ lão tinh thể hiện sức mạnh bá đạo của mình khi bị Deadline dí sát đít. Ngay đến thành Saturn cũng không còn làm bao cát để Luffy tập đấm cho Bonnie xem nữa. Thực lực của ngũ lão quả không thể xem nhẹ. Tạm thời hai ông khổng lồ có thể giúp Luffy chặn họ, nhưng về lâu về dài thì cũng có khó chống đỡ. Ưu thế hiện tại chắc chắn thuộc về ba gã khổng lồ, nhưng nếu thời gian là kẻ thù của ngũ lão yêu thì thời gian cũng chống lại cả Luffy. Một khi game năm hết hiệu lực, cậu sẽ quẳng chó ngay. Spoiler không tả chi tiết trận đấu này nên không còn gì để nói thêm, nhưng một trận đấu khác chẳng kém phần long trọng đã có kết quả. Xin chúc mừng các Zobu, trước này không thấy nhắc tới Sanji, anh không sáng như mấy chương trước nữa. Thay vào đó thì nhân vật đóng vai Sanji hồi nhỏ trong One Piece live action lại rực sáng. Cụ thể là cậu bé Christian Convery, người thủ vai Sanji lúc bé đã được đề cử giải Oscar cho hạng mục tài năng trẻ của phim truyền hình trực tuyến One Piece. Cụ thể tên giải là The Young Artist Academy. Mồm ông đa thiêng thật, cuối năm ngoái lên Jump Festa bày tỏ tham vọng một ngày vươn tầm đến giải Oscar, mà ngay bây giờ đã đạt tới 90% cơ hội rồi. Nói chung các Sanbu cũng được thâm lây nhờ cậu bé Christian Convery, còn Zobu hẳn sẽ vô cùng tự hào với idol. Cuối chương 1110, Zoro đã đánh bại Roroxy. Thông tin thêm cho biết Zoro chỉ sử dụng một đòn tấn công duy nhất, trúng thẳng mặt Luffy và one hit hắn ta. Đã nói rồi mà lại, anh còn chưa thèm cuốn khăn thì còn gáy được, chứng nghiêm túc phát là đi lãnh cơm hộp ngay. Sở dĩ Zoro tung sát chiêu giải quyết nhanh gọn Roroxy như vậy vì anh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ kẻ thù vừa xuất hiện. Zoro mỉm cười tỏ ra hứng thú với một tay kiếm sĩ cực mạnh đang ở bên dưới, ám chỉ thánh Nasu Zoro. Đấy, Zoro cách đây mấy hôm mình bảo Zoro sẽ làm đối thủ của Ethan Baron và Nurse Nasu Zoro. Lắm ông còn vào ném đá mình. Gì mà xử con báo chưa xong đòi đánh nhau với ngũ lão. Chặp này Zoro ăn hít báo đời Luffy luôn cho nó cẩn thận. Bảo toàn sức lực tí nữa solo ngũ lão tinh, kèo này làm sao thoát khỏi tay anh được. Chẳng cần phải là Zobu cũng biết, chắc Sanbu lâu lâu mới ra khỏi hang tranh thủ gáy. Dìm Zoro tí chứ cháp này lại đâu vào đấy ngay. Licker Emunopla còn cho biết thanh Sandai Kitetsu của Zoro có phản ứng kỳ lạ. Thanh kiếm trong tay Venus Tatsu Zoro chính là Shodai Kitetsu, danh kiếm có thứ bậc cao nhất trong 3 thanh quỷ kiếm Kitetsu. Đó là thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ tư xuất hiện. Trên đảo Ekek không có vũ khí nào mạnh hơn danh kiếm trong tay Nasu Zoro. Ngoài ra anh em còn cần lưu ý thêm 3 thanh kiếm này không phải do cùng một người rèn ra. Ông nội Momonosuke chỉ tạo ra Sandai Kitetsu trong rừng trúc ở Amigasa chapter 955. Kozuki Sukizaki nói với Zoro, thanh Sandai Kitetsu của anh là tác phẩm của ông. Còn anh quen với Enman nhanh như vậy nhờ đã thành thạo sử dụng Wado Ichimonji. Cả hai danh kiếm đó đều do Shimotsuki Kozaburo rèn. Ông nội Momo chỉ rèn thành Ame no Habakiri. Ông nói Shimotsuki Kozaburo chuyên rèn quỷ kiếm. Khi Luffy cướp thanh Nidai Kitetsu, Kozuki Sukizaki cũng bảo đó là thanh kiếm bị nguyên rủa nên ông mới không giao cho ai. Nó được thợ rèn huyền thoại Kotetsu tạo ra cùng với Shodai Kitetsu. Theo mình thì Kotetsu là tên gọi khác của một shogun có sở thích rèn kiếm như Sukizaki, tổ tiên của tộc Kozuki trong quá khứ. Còn thánh Venus Nasuzero có xuất thân từ Wano, hắn đã đánh cắp Shodai Kitetsu rồi phản bội đất nước, đầu quân cho Imu, sau đó còn đưa bọn quý tộc thế giới quay lại cướp tài nguyên.
Wano Quốc từng được mệnh danh là một quốc gia của vàng, còn Nasuzuru là chiến binh thần tài chính, hai danh hiệu khó tránh khỏi liên quan. Tiếc rằng mọi nỗ lực đặt Wano Quốc dưới quyền cai trị của chính phủ đều bị lực lượng Samurai tinh nhuệ đẩy lùi. Sự phản bội của Nasuzuru cùng những bí mật quốc gia bị lộ khiến Shogun đời trước phải xây tường bao, bế quan tỏa cảng. Với tư cách là hậu duệ đăng ngoại của gia tộc Shimotsuki lừng danh, Zoro có trách nhiệm thanh lý môn hộ thay người Wano, đồng thời thu hồi lại Shodai Kitetsu. Thông tin cuối cùng, đó là tuần sau vẫn có chương mới. Chắc với nhiều anh em đây mới là tin tức quan trọng nhất. Mình sẽ cập nhật cho anh em ngay khi có thêm thông tin mới. Hy vọng anh em thấy thích video này. Đừng quên like và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!